Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Tập đoàn TH tiến hành khánh thành tổ hợp chăn nuôi bò sữa quy mô công nghiệp tại Nga. Cộng đồng người Việt tại Hungary tất bật chuẩn bị cho một đêm gặp gỡ đặc biệt mừng năm mới, năm Mậu Tuất. Cùng đến với không khí nhộn nhịp sắc màu của phiên chợ đào vùng cao. Ngày 31 tháng 1 tại quận Voloskomlams, tỉnh Moscow, tập đoàn TH đã tiến hành lễ khánh thành tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp, khởi đầu cho dự án có quy mô đầu tư 2,7 tỷ đô la Mỹ mà tập đoàn TH đang triển khai tại Nga. Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh, Thống đốc tỉnh Moscow, Bộ trưởng Nông nghiệp Chính phủ Moscow, lãnh đạo tỉnh Tyumen cùng đông đảo bạn bè Nga, đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Nga. Đây là trang trại bò sữa cao sản đầu tiên của tập đoàn TH trong khuôn khổ dự án tổ hợp chăn nuôi bò sữa, chế biến công nghệ cao, quy mô công nghiệp và một số dự án về thực phẩm với tổng số vốn đầu tư 2,7 tỷ đô la Mỹ tại Liên bang Nga. Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn vì tình bạn, vì ý tưởng mà chúng ta đã bàn khi tôi đến Việt Nam đã có kết quả thực sự. Đàn bò cao sản đầu tiên đã có mặt tại đây trong trang trại này và chuẩn bị cho dòng sữa đầu tiên. Không phải nói rằng cách đây không lâu, rất ít hoặc không phải ai cũng tin vào sự thành công của dự án quy mô này. Cụm trang trại bò sữa TH tại Moscow đã được khởi công từ ngày 18 tháng 5 năm 2016 với sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo cấp cao của chính phủ Liên bang Nga. Chỉ trong 19 tháng, tập đoàn TH đã khánh thành trang trại bò sữa đầu tiên, thể hiện nỗ lực to lớn của nhà đầu tư trong bối cảnh nước Nga đang bị cấm vận và là niềm tự hào trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam, Liên bang Nga. Đây là biểu tượng của tình hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Đại sứ quán chúng tôi sẽ làm hết sức mình để tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ tập đoàn Thái Hương cũng như các doanh nghiệp khác. Đây là dự án lớn nhất về đầu tư nông nghiệp của Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất chế biến sữa tại Nga, quốc gia có truyền thống lâu đời về sử dụng sữa, các sản phẩm từ sữa. Ngoài tỉnh Moscow, tập đoàn TH đang tiến hành xây dựng trang trại bò sữa tại tỉnh Kaluga, xem xét đầu tư vào tỉnh Tyumen tại Cộng hòa Baskorostan và chuẩn bị triển khai dự án bò sữa tại vùng viễn đông của Liên bang Nga. Thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản năm 2017 đã ghi nhận số lao động người nước ngoài làm việc tại Nhật Bản tăng lên mức kỷ lục, đạt mức cao nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu thống kê từ năm 2008. Mặc dù vậy thì đất nước mặt trời mọc vẫn tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu lao động trầm trọng trong bối cảnh mỗi năm dân số nước này giảm đi hơn 20.000 người. Thông tin từ nhóm phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản. Số lượng lao động nước ngoài trong đợt thống kê lần này tăng 18% so với đợt thống kê của năm trước. Lao động người Trung Quốc vẫn có số lượng đông nhất với hơn 372.000. Tiếp đến là lao động Việt Nam với trên 240.000. Lao động Việt Nam có mức tăng ấn tượng lên đến 40% so với năm ngoái và bỏ xa các nước khác xếp tiếp theo là Philippines, Brazil và Nepal. Bên cạnh đó thì theo cơ quan về tình trạng cư trú, số sinh viên nước ngoài có tham gia làm thêm giờ đã tăng rất nhanh 24% so với năm trước. Tiếp đến là thực tập sinh kỹ năng tăng 22%. Nền kinh tế phục hồi, tuy nhiên thị trường lao động bị thu hẹp do tình trạng già hóa dân số, đã buộc Nhật Bản cho phép tăng cường sử dụng lao động nước ngoài và sinh viên nước ngoài làm việc bán thời gian. Nhưng số lao động tay nghề cao hoặc chuyên gia chiếm tỷ lệ thấp trong cơ cấu lao động nước ngoài. Luật lao động mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2017 đang kỳ vọng sẽ mở rộng hơn cánh cửa với các lao động từ các nước đang phát triển và thu hút được nhiều hơn lao động chất lượng cao hay các chuyên gia giỏi. 96% lao động người nước ngoài đang làm việc tại các địa phương của Nhật Bản. Những địa phương ở vùng càng xa thì tình trạng thiếu động càng trầm trọng. Luật mới vừa cho phép các địa phương được tiếp nhận lao động người nước ngoài, mặt khác tạo ra hành lang pháp lý để bảo vệ số lao động này. Quang Hưng, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Tokyo, Nhật Bản. Ngành nails vốn được xem là ngành nghề thu hút phần đông người Việt trên đất Mỹ và nhiều người đã tạo lập sự nghiệp thậm chí là làm giàu nhờ nghề này. Thế nhưng nổi bật hơn tất cả là ông Charlie Tôn Thất Khương Quý, chủ nhân của trên 900 tiệm nails tại Mỹ và Canada.
Là người gốc Nha Trang, ông Charlie đến từ tiểu bang Louisiana năm 1985 khi vừa mới 15 tuổi. Năm 1995, ông tốt nghiệp Đại học University of Louisiana ngành hóa học. Tháng 11 năm 1997, ông mở tiệm Regal Nails đầu tiên. Trải qua nhiều khó khăn, đến nay ông Quý đã sở hữu một hệ thống 900 tiệm nails và làm đẹp phủ khắp các siêu thị của Walmart ở Mỹ và Canada. Tính trung bình, mỗi năm công ty Regal Nails đem về doanh thu hơn 320 triệu đô la Mỹ và với hình thức chuyển nhượng quyền, công ty đã có 100 nhân viên chính thức và khoảng 5.000 nhân công. Chương trình Tết Mậu Tuất dành cho cộng đồng người Việt tại Hungary sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 2 tới đây tại thủ đô Budapest. Đông đảo bà con kiều bào đang tất bật chuẩn bị cho một đêm gặp gỡ đặc biệt mừng năm mới. Ban tổ chức đã gặp gỡ các gương mặt văn nghệ tiêu biểu trong cộng đồng và bố trí địa điểm để bà con tập duyệt chương trình. Dự kiến đêm diễn với nhiều tiết mục đặc sắc như tốp ca các thành viên ban chấp hành Hiệp hội Người Việt, biểu diễn thời trang áo dài, đọc tấu sáo, các tiết mục mừng xuân của các cháu thiếu nhi. Chương trình Tết Cộng đồng là hoạt động tập thể lớn nhất trong năm của cộng đồng Việt Nam tại Hungary, là thời điểm tất cả bà con gần xa tập trung để cùng nhau chia sẻ không khí Tết tại nơi xa xứ. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha vừa tổ chức đón Tết vui xuân Mậu Tuất cho khoảng gần 500 khách quý, gồm nhiều bà con trong cộng đồng người Việt Nam, các cán bộ, sinh viên đang công tác, học tập và sinh sống xa quê hương cùng nhiều bạn bè, gia đình Tây Ban Nha là bố mẹ nuôi của các cháu Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha Ngô Tiến Dũng dành tình cảm và lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các vị khách quý đã đến chia vui đón Tết cổ truyền Việt Nam. Đại sứ Ngô Tiến Dũng cũng nhắn nhủ bà con người Việt cần tiếp tục phát huy tình thương yêu, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, nỗ lực hơn nữa trong việc duy trì bản sắc văn hóa Việt Nam trong cuộc sống. Đồng thời, mong bà con tiếp tục góp sức xây dựng một cộng đồng vững mạnh, hòa nhập tốt với sở tại và luôn hướng về quê hương đất nước. Thời điểm này, tại nhiều làng hoa ở đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu sẵn sàng ra chợ Tết. Nhộn nhịp nhất vẫn là các làng mai vàng. Không khí càng vui hơn khi năm nay mai vàng nguyên thủy đang đắt hàng và trúng giá. Đối với cây mai vàng nguyên thủy có gốc, rễ đẹp và tán tròn như thế này thì hiện nay có giá khoảng 2 triệu đồng. So với năm rồi tăng khoảng 40% và hiện đang rất hút hàng. Hợp tác xã Mai Đông Phú, tỉnh Hậu Giang, người dân đang tất bật lặt lá mai cung ứng cho thị trường Tết. Theo người dân, do hút hàng nên mai lặt lá xong đều được thương lái thu gom để kịp đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhiều nhà vườn phải thuê thêm nhân công để lặt lá mai. Tuy nhiên, do dự đoán giá vẫn còn tăng cao vào dịp Tết, nên nhiều chủ vườn tiếp tục nuôi mai chưa vội lặt lá. Họ kỳ vọng sẽ trúng đậm vụ mai vàng năm nay. Các nhà vườn cho biết giá mai vàng nguyên thủy năm nay tăng khoảng 40% so với cùng kỳ. Nguyên nhân, thời tiết thuận lợi cho mai nguyên thủy phát triển nên cho hoa nhiều và nở đúng dịp Tết. Ngoài ra, một phần còn do mai ghép, mai bonsai chỗ sớm, nhu cầu thị trường chuyển sang mai gốc tăng cao. Theo các nhà vườn, thời điểm này thương lái nhiều nơi đã đổ về mua mai vàng phục vụ thị trường Tết. Sản lượng bán ra tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là tại miền Trung thời tiết thất thường dẫn đến mai bị thiệt hại nhiều, do đó nhu cầu thị trường tăng cao. Còn khoảng nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, nhưng dọc tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, những chợ đào rừng đã nhộn nhịp người mua bán. Và trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng phóng viên của chúng tôi tham gia vào phiên chợ nhộn nhịp sắc màu. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông của huyện Vân Hồ. Mặc dù thời tiết hiện tại đang rất là rét và nhiệt độ chỉ từ khoảng 2 đến 3 độ C, nhưng không khí mua bán đào tại đây vẫn diễn ra rất nhộn nhịp và tấp nập. Theo đánh giá của những người đến đây mua bán đào thì năm nay số lượng đào nhiều hơn và được đánh giá là khá tốt. Cũng chính vì thế mà rất nhiều người đã đến đây để lựa chọn cho mình những cành đào ưng ý nhất để chuẩn bị cho đón Tết Nguyên đán năm 2018 sắp tới. Những cành đào này được người dân chặt từ vườn hoặc săn lùng ở nhiều vùng khác mang về và bán cho các thương lái miền xuôi với giá từ vài trăm đến hàng triệu đồng. Để những cành này, ví dụ như cành này phải ít nhất phải tầm 200.000. Và nếu cành đẹp hơn thì có thì theo cành là cành đẹp là nó sẽ đắt tiền mà cành rẻ, cành xấu thì nó cũng rẻ thôi. Tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông, lượng người đổ về chợ đào ngày một đông. Sau khi mua được những cành đào ưng ý, các thương lái sẽ vận chuyển về các chợ đầu mối ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận như Hưng Yên, Hải Phòng. Đào năm nay nở đúng thời điểm, không quá sớm cũng không quá muộn.
Mặc dù vậy, giá bán đảo vẫn không tăng so với những năm trước. Hai cái địa điểm, một là cái địa điểm tại cái ngày chỗ cái đặt cái chợ hoa đào, với là cái địa điểm để xảy ra cái để triển khai cái lễ khai mạc, thì về cơ bản thì tất cả những cái nội dung từ những cây đào này, rồi là sân khấu, rồi là tất cả những cái mà để phục vụ cho cái buổi khai mạc thì tất cả đã hiện nay đã hoàn thành. Bên cạnh việc quảng bá giới thiệu sản phẩm hoa đào của địa phương đến với du khách gần xa, thì đây cũng là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy du lịch huyện Vân Hồ nói riêng, khu du lịch quốc gia Mộc Châu Sơn La nói chung. Đến đây thì bản tin Người Việt bốn phương của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.